Gần đất xa trời á. Cụ Dương Bình nữa. Rồi tới đây đó, lũ cụ vậy đó, cắm mặt xuống đất luôn. Đúng rồi, anh đi vậy á là bao nhiêu lâu rồi? 15 năm rồi. 15 năm rồi. Rồi ok thôi, vậy tới đây đi. Đó tướng này đẹp lắm. Rồi đây đấy, quá trời ông. 15 năm là lưu lạc núi Thiền. 15 năm trầm luôn. Rồi anh kể chuyện nghe lại đi, tại sao lúc đầu luyện gì? Nhận lý do là nghề chạy xe. Lái xe đó, lái xe khách. Ừ, trong đó là 30 người khách. Rồi hai cô với thằng phụ nó là 32 người. Xe đổ đèo mắc phanh mắc khố, mắc phanh mắc khố. Tụi mình giữ qua lăng để coi như mày chặt lại để coi như giữ hành khách. Ừ, nếu như đâm rồi là chắc mình cũng chết, mà khách chết nhiều hơn mình. Ừ, thành cho mình giữ để lái. Khi nó đổ đèo gần hết đèo họ mà ăn khê mang giang. Ừ, tôi thấy nó yếu rồi, bắt đầu tôi đóng của tôi giọng đầu ở biên vô nói là nó bay cái tường nào. Ừ, dân học nào tốt nhất, mà khi tôi tỉnh là tôi làm quân nhân. Ừ, làm quân nhân. Rồi hành khách sao của nên là khách sao tài rồi chỗ của thầy không có cho lại hết. Tôi mừng là tôi xỉu rồi, tôi mất cảm giác là từ khổ số đi chân tôi không còn gì nữa. Không còn cảm giác mềm gì bún hết. Ừ, nó bác sĩ nói đây là ông là xem khổ số 7 đi chụp phim, nó đưa coi tôi về coi phim, nó tôi thấy là nó đưa phim tôi coi là nó chồng cho đây. Cái cuộc sống á, cuộc sống của xe 7 chồng với nhau. Xe 7 hả? Xe 7 là cổ. À, rồi hiểu rồi. Cho nên là đưa vô Sài Gòn cho rõ chứ còn quân nhân làm được. Ừ, cho nên vợ con nó đưa đi làm, nó muốn đồng lại là đồng. Làm đồng lên mua Sài Gòn cho rãi 1 tháng. Vậy là anh liếc khách, không biết khách gọi là nằm tại chỗ là 3 năm. Giữa đám chỗ vô phép nuôi được, vợ con nuôi được 2 năm. Ừ, thứ ba là coi như là hình ấy như là cuộc đời coi như là bế tắc. Bế tắc là sao? Ý nghĩa nhưng là vợ con nó chán không? Chán quá rồi. Chán cứ bỏ không? Bỏ thì không dám bỏ. Ừ, nhưng mà cái hay là một lần mà cho ăn, một lần đi dọn phân là nó thấy rất cực khổ. Ừ, thì đó cũng tội nghiệp. Là biết sao vậy? Đó là con cũng có cái biểu tập, tôi tập khi tôi tập đi tôi bò. Ừ, bò nói chó. Nghĩ cuộc đời thán thề quá, tôi biết sao mới là tôi nhờ thằng bạn là đưa tôi về tới đây. Ừ, tôi nghe nói cái bệnh viện đó là từ thiện của tòa thánh tên đó. Ừ, thế là vô quá là tốt quá, tôi nhờ bạn bè tôi tới nơi tên là tôi nằm. Khi người ta bỏ vô đây được rồi, chết nợ thi. Ừ, xác định ra rồi làm hết coi như từ năm 2004 là tôi nằm ít nhất năm 2007 tôi mới tìm về quê. Ừ, 3 năm trời. Về quê xong rồi cái là tôi cũng còn cái cánh gì nữa rồi, tôi về cái con tôi nói nó lên. Gọi cho ba về ha, nó nói tao về. Vậy đó là trong cái nạn này. Ừ, trong đây nó em đi được rồi. Nó đi được, cái tao nó quyết tâm mà. Có chết cũng đi. Ừ, lúc nào nó là cứ đi thầy này thầy kia rồi chỗ từ thiện mà chỗ nào đi hết á. Ừ, đi tới năm nhưng mới về cái năm yêu thâu trong đi đó là năm 2019 này là về là không năm biết không đi nữa, nên không đi thôi. Tao đi công việc của tao nên chịu bệnh chắc được thôi mà, nên mua cho một cái điện thoại cảm ơn nha. Ừ, em làm ông hộ bỏ quay tới nhiều thầy lắm, ông Hoàng Yên. Ừ, Lý Ngọc Lộc, rồi Trung Văn Rang cũng nhiều cái môn chữa đó. Ừ, em coi cái môn của là Dư Quang Châu ra. Dư Quang Châu bà ta cho được. Hãy biết được ta người ta nói rằng dù có chết tôi cũng hả dạ. Mà đi không được tôi cũng hả dạ. Thiệt cái cực. Cho thì con đang lấy con đi. Mà cứ đưa tao tới đây. Nó đưa đây, nó cho tao đây cái biểu gì là nó còn không đi. Cúc đi ngủ rồi, nó không có đứng chỉa tao. Nó kể con cứ đưa tao.
có chết mà cũng không, ta cũng không cần mà chỉ ông nắm một cái dây cái số cầu đạo của tòa thánh Tân Ninh, tiền của ba còn tôi còn cứ đưa tài từ đó cho bà, đừng đưa về nhà. Mình nói cái chuyện mê tiếng nữa thì mày đưa về nhà tao bắt mày chết. Hay đưa ta tại đó, nói nguyện dẫn tao lên tới chỗ ông Dư Quang Châu đây, ông chữa không được á rồi thì tao cũng mừng, mà được tao cũng mừng, mà có chết nữa tao cũng hả dạ cho tao không có nói gì một cái dòng họ mình cho mẹ hết rồi kệ nó rồi thôi giờ đứng dậy thôi đừng có đang cây lắng ờ đúng nha mềm 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 nên để thầy hành thấy không cứng hết. Tám tính đi nha, tám tính. Ôi, ôi, ôi.
Tám tinh. Con lần. Tám tinh. Bây giờ lên gói được rồi ha. Ok. Tám tinh. Nó điều chuyện mới được. Tám tinh. Cố gắng hít thở sâu vào. Cố gắng để bữa nay là tập thể dục rồi chứ không chừng nữa. Bây giờ tam tinh nghe là để mình nhớ đời nha. Rồi bây giờ ông quên như vậy, giờ ông không nhớ vậy nữa nha. Rồi cái bây giờ từ đứng dậy. Rồi bây giờ đi vô. Rồi bây giờ chặn cái lưng, tại vì phải lên ốc lên dít mới được. Không, bây giờ không dậy nữa. Đừng nhớ cái này. Đừng nhớ, quên đi. Quên. Bây giờ đi. Mọi người đang tập quyết tâm trong chữa bỏ lại một cái chỉ lại. Rồi, bây giờ đây là có bao nhiêu người là động viên này. Bước tới. Rồi, đúng rồi. Rồi tốt rồi đó, hay quá đó, nó tập cái chân nó to được rồi đó, đó quá đẹp. Trời ơi, trời ơi, nó dừng lại. Có ý kiến gì không ạ? Mình phải hạ quyết tâm để mà bà con phải theo. Dạ, dạ, bệnh ngừng mặt lên ạ. Cái đừng có nghĩ gì. Rồi, đi qua bên kia luôn, rồi lắng luôn. Rồi, ông Giang thì quyết tâm chồng lại đến đây. Không còn, nó cũng chồng lại đến đó. Quyết tâm. Đó. Quyết tâm vượt lên cái này. Vượt lên cái này.
Ảnh người ra. Đó, thấy đặt cái lưng đúng rồi. Đúng rồi. Mình nước mình sợ bó, mình đúng rồi. Cái lưng cứng quá. Cứng lưng phải không? 19 năm. 19 năm. Quá trời ơi. Đó. Nghị lực kiên cường, cái này gọi là nghị lực kiên cường. Chúng ta mới thấy là sao ạ? Mấy cái thứ của chúng ta còn nhẹ lắm. Rồi, rồi gọi là cho kéo một cái nữa. Nghe giọng đi. Thấy ta tăng lên cái động lực ca. Vũ đội tăng lên. Rồi, xong rồi bây giờ bước đi qua một cái để cho ngon lành rồi. Đó. Quan trọng là đứng cái lưng vẫn còn cứng, dây dần tốt lắm rồi. Vậy là nó đã ok rồi, là nó mới đi được vậy đó. Cái lưng bây giờ bắt đầu sẽ dễ dẻo từ từ. Rồi, bước thẳng lên đằng kia luôn. Đồng ngoài này gió gió đi. Con tôi nó nói là ba gan dữ vậy. Ba gan thì giờ ba đã chống cả đi được rồi mà ba gan vô ông thầy đây. Lỡ mà ông làm nó liệt luôn nữa làm sao? Để lại đi chứ nó còn cháy mấy gì mà đi vô là chở gì nữa. Cho nên là ba có gan không gan thì cũng quyết tâm đi, có chết cũng hả dạ con. Chứ không con không phải nhờ. Rồi thôi đi. Rồi quyết tâm đi. Quyết tâm đi. Ngay. Cho nên là thẳng chưa được đâu, từ từ. Nhưng mà từ từ tập. Tập từ, phải tập chứ. Phải tập. Thằng chưa được đâu mà nhớ. Đó, mấy nhớ. Chứ còn lại đi gậy. Đi rồi cơ bản này. Chứ từ từ. Đó, ngon mà. Vượt lên chính mình. Đấy. Rồi đi thẳng qua kia luôn coi, ghế ngồi luôn. Rồi. Rồi đó. Gậy luôn, thầy kêu dục gậy đúng không? Quá ra. Tâm. Quyết tâm rồi sao đó. Cứng cái lưng. Bước tới. Cứng tại sao cứng cứng là cái lưng cứng. Lưng cứng. Lưng cứng. Lưng ngồi được rồi. Đấy, xoay người bây giờ. Xoay được người và tự ngồi. Quá đẹp. Trước mắt cũng là cảm ơn thầy Duy Quang Châu cũng đã cứu tôi được nửa cuộc đời rồi, sinh ra được nửa rồi, sinh ra cái đầu với cái tai cái mũi họng nghe được biết được là khôn rồi, còn cái chân chưa đi được là một mắt còn nửa đường nữa. Trên bà yêu cầu bà con cô bác anh chị em cố gắng theo học để tự mình chữa mình, trước mắt tự mình chữa mình. Chứ còn cái cuộc đời của em nói là coi như Philip là coi phải làm cái như đĩa là phải với nguyên một đĩa mới hết cuộc đời. Khi ăn cơm bằng chó mà khi cầm lên là coi thần kinh nó giật là mất chén mất đũa, không ngồi xuống lộn được, nhờ anh em mà lộn lên hãy xúc được hộp cơm nào là chưa tâm mồm nó giật một phát là dằn đổ cái tô cơm xuống cái bàn đó. Cái bàn xi măng bàn ngào bàn ăn đổ xuống đầu liếm. Con chó này liếm ngon hơn mình, người mình cái lưỡi nó trơn. Cái con chó thì cái lưỡi nó nhanh mà liếm một con bay vô, chứ còn mình liếm khó rất khó.
tay cầm là phải đùa lại để liếm. Cuộc đời của tôi coi này là tệ hơn con chó là thật. Bà con bác giờ gặp cơ duyên ở đây mà để đi học á là phải cố gắng hết mình, tập trung tư tưởng để học về tự mình chỗ mình ở đây, tự mình làm mình, đừng có biết trước làm như thầy. Thầy khó lắm chứ biết làm thầy dễ, thì ai cũng học là thầy. Cho nên là yêu cầu bà con tự chữa mình, vượt lên chính mình, bản thân mình cho nó đàng hoàng rộng, nhờ ai có nhờ mình cứ làm công quả. Vô đây hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.